Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì mời các bạn cùng xem máy xúc Yamaha VO70 đang đi đắp một cái đường dẫn nước nhỏ. Hiện tại thì anh em chúng tôi đang có mặt tại một cái cánh đồng trồng rau. Đây, quá chá là rộng luôn. Bên tay phải của các bạn đây là những cái vườn rau người ta đang trồng. Vườn rau này thì cung cấp một cái lượng rau lớn cho cái người dân sinh sống và công nhân ở khu này. Do là vừa rồi nước ở đây nó rất là to và ngập rất là nhiều, nên hiện tại các hộ dân xung quanh đây đang tiến hành đắp một cái bờ bao này. Bờ bao này thì nó có hai tác dụng. Tác dụng đầu tiên đó chính là để ngăn nước, tức là mỗi lần nước nó to ở phía bên tay trái các bạn này, nó ngập thì nó không có thể vào gây ra vùng rau này được. Cái thứ hai nữa là làm một cái rãnh nhỏ luôn để giúp cho có cái nước tưới tiêu vào cái mùa nắng. Đấy, đây phía bên tay phải các bạn đây là những cái ruộng cà này, rồi những cái ruộng rau họ trồng này. Do trận mưa to gió lớn vừa rồi nên là ngập toàn bộ là tèo hết rồi. Vậy nên là người dân rất là khổ sở, cả năm thì chỉ trông chờ vào một cái vụ mùa. Mùa đây có thể là lúa này, ngô, khoai, sắn. Thế mà chỉ cần ngập đâu đó chừng vài ngày thôi thì toàn bộ cái rau trồng đấy người ta bao cả năm nay thì đều biến thành công công. Nên là công việc gì cũng có sự vất vả của nó, nhưng mà làm nghề nông này thì rất chi là hẩm hiu. Ngay sau khi đắp xong cái phần bờ bao xung quanh thì hiện tại bác chủ chúng ta đang yêu cầu là máy xúc đắp thêm một cái bờ nhỏ nhỏ để dẫn ra cái phía cái đập phía sau của các bạn. Cái bờ này thì được chắn cao để nước không tràn vào được nha. Còn toàn bộ cái phần mương bên trong này đào rồi ấy, thì để lấy nước. Các đường ống thì đã được xong, đặt xong xuôi rồi. Bây giờ chỉ cần khoai thêm một cái đường rãnh dẫn nước nho nhỏ vào thôi. Tiện thể lấy đất đắp lên cái bờ để cái bờ đi lại. Phía sau là cái đập rất là sâu, cực kỳ sâu luôn, vì ngày xưa toàn bộ cần dài ở đây họ về vét đất. Và cũng chính cái đập đằng sau là cái đập mà có rất là nhiều cá. Theo các bác ở đây chia sẻ thì tẻ đánh bắt cá ở cái hồ đấy lên ấy, có những con mười mấy cân luôn. Trời ơi, lâu lắm thì không thấy cái đập nào mà có cá mười mấy cân. Vậy nên là đây là vừa làm một cái đường dẫn nước vào này, là vừa làm một cái bờ luôn. Bây giờ để trồng cây rau thì các bạn biết rồi, thì mùa nắng này cần phải có nước, chính vì vậy nên mình phải làm những cái con mương nhỏ, những cái đường dẫn nước để phục vụ cho cái phần tưới tiêu. Khúc này thì chỉ còn đâu đó vài ba mét nữa là xong xuôi cái bờ này rồi. Đấy, phía bên kia thì bên công trường họ đang xây dựng những căn nhà, bên này thì các hộ dân họ tiến hành trồng rau. Thank you.
làm cái đường tiêu thoát nước và vừa làm cái đường đi lại. Qua bờ này thì đều được bằng ống nhựa, nước to thì thoát ra ngoài, còn lấy nước họ mở ra. Tầm này thì máy hầu như đi làm đồng ruộng thì nhiều, làm nổi đâu. Còn làm về phần móng máy thì ít hơn rồi. Chân bờ nó hơi bị lún.
Đấy, như vậy là một cái đoạn đường kênh dẫn nước tưới tiêu và phục vụ thoát nước đã được băng lái của chúng ta dọn dẹp xong, hoàn thiện. Bây giờ thì sẽ rút máy về công trình khác để làm hoàn thiện cái quá trình sửa sang bờ đây. Đấy, các chủ nhà giơ tay lên like là đã ok rồi. Thôi, video của mình ngày hôm nay thì cũng chỉ được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và khán giả trong các video lần tiếp theo.